Chào các bạn, hôm nay Gia Dụ Nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu viên pin cúc áo của hãng Chameleon. Đây là pin Ankerline có mã là AG6, và các mã tương đương là L69171, L921 hoặc là 370371. Các cái pin này thì được đóng vỉ 10 viên. Đây là đóng gói của viên pin Chameleon AG6. AG6 thì có đường kính là 9,5mm và bề dày viên pin là 2mm. Bạn nhìn bề dày viên pin là chỉ 20mm thôi. Và trên thân pin thì in chữ L921 và in tên hãng Chameleon 0% HG. Đây là pin AG6 hoặc là L69, điện thế 1,5V, thường được sử dụng cho đồng hồ hoặc là các thiết bị đo cầm tay. Pin này được sản xuất tại Trung Quốc và có thời hạn sử dụng khoảng 3 năm. Như đây là sử dụng tới năm 2023. Để tìm hiểu kỹ hơn về viên pin AG6 của Chameleon cũng như các bạn biết khác, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.